Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chương trình lắng nghe chánh pháp trân trọng kính chào liệt quý vị Kính thưa liệt quý vị Hôm nay chúng ta tiếp tục với nội dung Kinh Đại Bác Niết Bàn Phẩm Bồ Tát Chúng ta biết rằng Đại Bác Niết Bàn là một bộ kinh đại thưa rất là dài Do vậy cho nên chúng ta học mỗi tuần hai lần Vào lúc hơn 11 giờ Chủ Nhật và 8 giờ buổi tối thứ ba. Hy vọng đại chúng lưu ý cho hai giờ này để chúng ta học bộ kinh này được liên tục. Và bộ kinh này là một bộ kinh hết sức siêu việt trong Phật giáo. Nếu chúng ta chịu khó nghiền ngẫm giáo nghĩa kinh văn thì ánh sáng niết bàn sẽ hiển lộ trong tâm trí của chúng ta. Mà chúng ta thừa biết rằng bởi vì chúng ta thiếu ánh sáng niết bàn soi chiếu tự tâm. Cho nên chúng ta mới chịu khổ trầm luân sanh tử. Chỉ cần một khi ánh sáng Niết Bàn đã hé lộ thì chúng ta liễu sanh thoát tử chấm dứt vòng khổ não. Vì vậy, cho nên việc chúng ta đầu tư mỗi tuần hai bữa để chúng ta học một cách nghiêm mật với bộ kinh này thì hoàn toàn không có uống phí công sức của chúng ta. A à, Di Đà Phật. Giờ đây xin mời các vị chúng ta tiếp với nội dung phẩm Bồ Tát kinh văn ghi lại như sau Đức Thế Tôn dạy rằng này thiện nam tử có kể nhất xiển đề làm dạng a la hán chơ bai kinh điển đại thừa người phàm phu thấy đó đều cho là thiệt a la hán là đại bồ tát bọn ác tỳ kheo nhất trên đời này ở nơi a lan nhã làm những việc phá hoại pháp a lan nhã thấy người khác đành lợi sanh lòng ghen ghét nói rằng những kinh điển đại thừa đều là của thiên ma ba tuần nội kính thưa quý vị chúng ta cùng nhau phân tích một chút để chúng ta thấy những gì kinh điển dạy chúng ta và ở trong đời mặt pháp này nó đã có một sự ứng nghiệm rất là rõ ràng. Việc của chúng ta hãy cố gắng nhận thức lời dạy của Phật. Chúng ta không có sinh ác ý, chúng ta cũng chẳng có hướng tới gièm pha chi trích ai. Nhưng chúng ta nếu như không có đôi mắt trong sáng, không có tuệ nhãn khách quan để mà chúng ta chiêm nghiệm, nhận diện những gì đang diễn ra chánh tà chân ngụy xung quanh mình, thì thực sự chúng ta là một người vô trí. Vô trí là một trạng thái vô minh mà hở bóng tối vô minh còn ngự trị trong tâm thức thì nơi đó còn ẩn tàng vô lượng khổ não. Do vậy cho nên hy vọng chúng ta nghe những lời kinh này, tâm chúng ta không có sinh bất cứ một cái niệm nhân ngã bí thứ nào mà chúng ta hãy thấy những ác pháp như vậy đã xảy ra ở trong đời mạt pháp. Và kinh Đức Thế Tôn dạy ngày xưa như là một lời tiên tri cho chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta thấy rõ ràng ở trên đời có rất nhiều người ác. Trong tâm họ hoàn toàn không có bất cứ một niệm thiện nào hết. Họ đều có một cái quan điểm tà kiến lệch lạc với chân lý, phú nhận con đường giác ngộ, đạo giải thoát của thơ tôn. Họ cho rằng là con đường thơ tôn là con đường vớ vẩn, là con đường lạc hậu, con đường mà không nên, không nên đi theo nữa. Bởi vì nó nó chỉ có dành cho cái thời xưa thôi còn thời nay thì không nên có nhiều luận lý rất là phức tạp thưa quý vị rồi họ còn giá dạng làm a la hán giống như mình là đắc đạo vậy đó họ chơi bài kinh điển đại thừa đặc biệt là kinh đại bác niết bàn này thì họ chơi bài chỉ trích người phàm phu thấy đó đều thiệt là a la hán người phàm phu chúng ta không đủ trí tuệ để mà nhận diện được trong tướng của người tu hành như thế nào cũng giống như một đứa trẻ tiểu học thì làm sao có thể có thể là nhận biết được là một cái vị một vị một vị giáo sư mà có cái suy nghĩ như thế nào ở trong tâm do vậy cho nên ở đây chúng ta hiểu rằng chúng ta là phàm phu cho nên chúng ta thường hay mắc lừa chúng ta hay mắc lừa mắc lừa là do chính cái tâm suy nghĩ của chúng ta nó uh, 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 nó vội vàng uh, nó không có cẩn trọng do vậy mà hãy mắc phải sai lầm uh, cho rằng những người Phàm phu giá dạng như vậy mà cho rằng đó là a-la-hán vã và, và Đại Bồ Tát Thế Tôn nói rằng bọn ác tỳ-kheo nhất chiến đề tức là làm người xuất gia mang thân tỳ-kheo nhưng mà là một con người ác uh, ở ở nơi đâu ở nơi A- La Nhã mà phá hoại Pháp A- La Nhã ở trong chùa mà phá hoại chùa ở cái nơi thanh tu mà phá hoại sự tu hành ở trong đạo mà phá đạo thấy người khác đẹn lợi tức là thấy ai làm được việc gì thấy ai có lợi dưỡng hơn mình thì sanh lòng ganh ghét những điều như vậy là những điều mà chúng ta thấy quá phổ biến ở trong ngày hôm nay và họ nói rằng những kinh điển đại thừa đều là lời của thiên ma ba tuần nói tức là họ cho rằng đó là những cái lời ngụy tạo không phải là của Phật cái gì xuất xứ Ấn Độ mới là của Phật còn chỗ khác thì không phải tức là những cái suy nghĩ như vậy hết sức là nhầm lẫn chúng ta cứ nghĩ ở Ấn Độ đều là kinh Phật hay sao tại sao chúng ta không suy xét nghĩa lý diễn à, diễn đạt những gì và chúng ta tu tập theo chúng ta à, sống theo thì chúng ta có diệt trừ được tham sân si có chứng đắc vô lậu hay không tất cả những điều đó chúng ta không có chịu suy xét mà chúng ta cứ dựa vào những sự kiện à, xuất xứ rồi chúng ta lại vội tin theo nhưng thực ra đó chính là cách mà thiên ma ba tuần nó vinh vào những cái điểm như vậy để hủy hoại kinh điển đại thừa bởi vì tin tư tưởng của kinh điển đại thừa là hướng đến làm lợi lạc rộng lớn cho tha nhân còn tất cả những kinh điển không phải tư tưởng đó chỉ là làm lợi lạc cho tự thân tự thân là một lợi lạc rất ích kỷ rất nhỏ bé vì sao? Bởi vì trong xã hội này không bao giờ có chuyện rằng là chúng ta hạnh phúc giữa một xã hội đau khổ được. Bởi vì sự tương tác giữa cá nhân và một cái xã hội nó có tính mật thiết với nhau, không ai có thể nào liệt khối được. Họ cũng nói Như Lai là Pháp vô thường, tức là Như Lai diệt độ rồi thì con dạy dạng vật sinh ra thì có diệt và Như Lai thì, thì diệt độ. Tư tưởng này cũng giống y như là Phạm Thiên trên cõi trời ông mới có quay qua trở lại thì thấy đức thế tôn đó, là xuất gia rồi thành đạo rồi hoành pháp rồi gì rồi nhập niết bàn Bởi vì sao Bởi vì thời gian tính của cõi người chúng ta à, tuy rằng 80 năm nhưng mà ở cõi trời đối với thiên ma à, đối với cõi um, phạm vương á, thì ở cõi đó thì nó thực sự là là nó rất là ngắn ngủi và nhiều có nhiều vị phạm thiên còn có ý nghĩa rằng là À, Đức Thế Tôn thọ mạng ngắn ngủi thật là đáng thương xót so. so với trời phạm thiên thì thọ mạng của ông dài lâu hơn rất nhiều à, thành ra họ suy xét về cái mặt hiện tượng đó mà họ nói nhưng họ không biết rằng Đức Như Lai là bất sanh bất diệt bất có bất tịnh bất tăng bất giảm bất khứ bất lai đó là đó là tự tánh thanh tịnh của Như Lai và cũng là tự tánh thanh tịnh của chúng ta họ nói rằng à, Như Lai là pháp vô thường họ hủy diệt chánh pháp phá hoại chúng tăng nơi nào chiến dương chánh pháp họ tìm cách ngăn cản họ trù dập phá hoại đừng để cho nó có cái duyên lành để mà phát triển rồi họ họ vừa phá hoại chúng tăng chúng tăng nỗ lực tu hành nỗ lực hướng tới sự, sự an vui giải thoát và giúp đỡ cho tha nhân thì họ tìm cách gây trở ngại làm cho chúng tăng mâu thuẫn chia rẽ họ nói lời của của thiên ma ba tuần Họ, họ nói họ như là một thiên ma ba tuần chẳng lời của họ chẳng phải là là lời lời lành lời thuận những điều như vậy thưa quý vị như là một lời một lời huyền ký một lời tiên tri mà thế tôn đã căn dặn ở trong chúng đệ tử cách đây trên 2.600 năm thế tôn còn nói rằng bọn trên đây tuy nói lời tà ác như vậy bọn này làm à, xin nói, bọn trên đây tuyên nối những lời tà ác như vậy bọn này làm ác chánh liền thọ báo tại vì sao như vậy thưa quý vị như sữa thành lạc tức là ủ sữa thành lạc chưng cất sữa thành lạc sữa tới lạc nó phải có diễn tiến thời gian tuy rằng nói lời ác điên đảo làm những việc xấu xa nhưng bất cứ tiến trình nào nó cũng cả nó phải có sự diễn ra nó có sự dịch chuyển nó có cái sự là biến hiện của nó chứ không phải đột ngột được bất cứ một hiện tượng nào cũng không bao giờ đột ngột xảy ra mà nó đều cả là một quá trình và chúng ta thấy họ tuyên những lời ác những lời nghịch với chân lý nhưng tại sao họ chưa có đón nhận cái quá khổ tức thời thành ra chúng ta cứ nghĩ rằng là họ nói đúng đó nhưng thực ra mà nói thì chúng ta thấy rằng là nhân quả cho dầu thật lâu xa như Đức Thế Tôn một lời nói ác thì cuối cùng Ngài vẫn phải chịu qua bao. Thành ra ở đây chúng ta nhìn thấy nghe là câu kinh này chúng ta phải bình tâm suy xét chứ đừng nhìn thấy những cái hiện tượng nhất thời như vậy mà hoài nghi chân lý nhân quả. Người như vậy gọi là nhất xiến đề. họ tuyên nói những lời ác và họ làm những cái điều điều ác để hại người như như, như tro trùm trên lửa người ngu khinh đạp đó điều này là điều cẩn thận như tro trùm trên lửa lửa nằm ở dưới tro nó tiềm phục ở dưới tro nó ăn núp dưới tro chúng ta cứ nghĩ rằng nơi đó là là tro lạnh nhưng nào ngờ đâu ở trong đó là có lửa cháy và người ngu ý chỉ cho chúng ta không có trí tuệ quán sát bởi vậy cho nên khinh thường và cứ đạp lên để rồi chuốt lấy cái quả đó là bóng trăng của mình. Vì thế nên biết kinh điển đại thừa vi diệu quyết định thanh tịnh. Như châu mani ném vào nước đục nước liền trong. Châu mani tức là viên ngọc như ý. Cho dầu nước đục nhưng mà bỏ viên châu mani này vào thì nước kia liền trong lạnh. Thế Tôn còn nói, này thiện nam tử, ví như hoa sen trong hoa sen được mặt trời rọi đến đều nở. Tất cả chúng sanh đều đặng nghe kinh đại niết bàn thời đều phát tâm Bồ đề. Tức là tất cả những ai học cái hạnh giải thoát hướng tới cái chân lý giải thoát bởi vì tự tánh của chúng ta là mong muốn hướng hướng tới hạnh phúc, hướng tới an vui. Tất cả chúng ta ai cũng vậy chỉ trừ những người ác thôi chúng ta để ý trong cuộc đời ví dụ như có một cái chuyện cãi vã xảy ra chúng ta thấy có hai hạng người thường diễn ra một là tranh luận cãi vã để gì để đạt được một cái mục đích ác xấu của mình còn một hạng nữa tranh luận cãi vã để vì làm phơi bày sự thật hai hạng này ở trong Phật đạo đều không phải là chánh pháp, bởi vì có sự trả cãi vã, tâm nhất định phải có lửa cháy. Vì vậy cho nên Thế Tôn nói bậc trí giải thoát không bao giờ cãi vã với chuyện đúng sai, không bao giờ không bao giờ dùng tâm là ác ý hoặc là phơi bày sự thật gì cả. Người, người bậc một bậc trí thì luôn luôn hướng tới cái sự tỉnh lặng niết bàn. Chỉ có tĩnh lặng Niết Bàn, tất cả mọi thứ đều trở nên an lạc. Thành ra ở đây, chúng ta thấy rằng một người như chúng ta, ai cũng mong mình có được hạnh phúc. Bởi vì tâm của chúng ta là mong mỗi hạnh phúc. Cũng giống như đàn thiên Nga hướng theo ánh sáng mặt trời. Cũng giống như tất cả muôn loài, cây cối, hoa lá đều hướng ra ánh sáng. Tự tâm của chúng ta vốn cũng như vậy. Thì ở đây, À, chúng ta nghe kinh đại bác niết bàn là cái chân lý hạnh phúc chân lý an vui tuyệt đối và khi tiếp cận được khi nghe đến chân lý đó ai mà chẳng muốn đạt được do vậy mà ít nhiều gì chúng ta cũng mong mỏi đạt được cái sự an vui sự thanh tịnh đó cho nên nói rằng một người à, nghe kinh đại bác niết bàn thời đều phát tâm bồ đề tức là tâm hướng tới sự giác ngộ vì thế nên ta nói ánh sáng đại Niết Bàn chiếu vào lỗ chân lông quyết định làm nhân vi diệu. Nghĩa là gì? Nghĩa là trí tuệ đại Niết Bàn như là ánh sáng mặt trời chiếu lào vào trong lỗ chân lông của tất cả hữu tình. Thì ở nơi đó nó đều có thể trưởng dưỡng thân căn nó trưởng dưỡng mạng căn à, tồn tại và lớn lên. Cũng như vậy ánh sáng đại Niết Bàn chiếu vào ở trong tự tâm của chúng ta cho giàu nhỏ nhất đều làm cái nhân vi diệu tức là cái nhân cái nhân nhỏ vi diệu mau nhiệm và ở trong tương lai có cái kết quả bất khả tư nghị thế tôn nói rằng nhất chuyển đề kia giàu có phật tánh tức là tất cả chúng sanh đều có tánh giác như nhau mặc dầu có phật tánh nhưng tại sao không phát tâm bồ đề được là bởi vì bởi vì bị vô lượng tội chướng ràng buộc nên chẳng thể hiện ra vô lượng tội chứng ràng buộc chẳng thể hiện ra giống như những gì kinh nói rằng như con tầm ở trong kén con tầm ở trong kén do nghiệp chướng đó chẳng thể sanh nhân bồ đề tức là con tầm ở trong kén tự cái kén đó quấn chặt mình còn giống như là tự tánh thanh tịnh của chúng ta bị chính phiền não của chúng ta che lấp bởi chính những cái tham sân si chúng ta nó đầy đọa do vậy mà chúng ta không có đến chỗ an vui được cho nghiệp chướng đó chẳng thể nghiệp chướng nó ngang chê như vậy cho nên chẳng thể sanh nhân bồ đề lưu chuyển mãi trong sanh tử đó là là vì sao đó là vì nghiệp chướng của chúng ta chướng là chướng ngại nghiệp tức là nghiệp lực mà nghiệp lực đây á là gì là một cái sức mạnh do thân ngữ chúng ta tạo ra và nó tự giam hãm mình như là con tầm bị kén của nó quấn chặt này thiện nam tử như hoa sen mọc nơi bùng lầy mà trọn chẳng bị bùng lầy làm nhơ. Nếu có chúng sanh tu tập kinh Đại Bác Niết Bàn, vi diệu này, giàu có phiền não mà trọn chẳng bị phiền não làm nhơ, vì nhờ năng lực rõ biết như lai tánh. Hôm nay chúng ta biết tánh như lai là, là tánh giác ngộ, vậy thì cho dầu chúng ta có khổ đau, có phiền não, có nhất thời mê muội nhưng mà thưa quý vị, chúng ta ý thức sâu sắc rằng là tự tánh thanh tịnh chúng ta chưa bao giờ mất đi. Vì chúng ta có một niềm tin vững chắc như vậy, biết rõ tự tánh của chúng ta bất sanh bất diệt như vậy, thì chúng ta cứ nỗ lực tiếp tục tu trì và nhân tu tập chúng ta càng sâu càng dày chừng nào, thì sự hiến lộ tâm trí giác ngộ chúng ta càng nhanh chóng chừng đó. Thế Tôn nói, này thiện nam tử, ví như có nước kia nhiều gió mát mẻ, nếu gió ấy thổi vào lỗ chân lông, nơi thân của chúng sanh thời có thể trừ tất cả sự nóng bức bực bội. Có phải như vậy không thưa quý vị? Ví dụ như chúng ta làm việc giữa nắng trưa hề, nóng bức bực bội và chúng ta đứng ra một chỗ nào đó mà có gió mát thì tự nhiên thân tâm chúng ta thấy nó khuế, nó lạc nhẹ nhàng kinh đại kinh điển đại thừa đại bác niết bàn này cũng lại như vậy vào khắp chỗ chân lông của tất cả chúng sanh mà làm nhân bồ đề từ hạng nhất chuyển đề vì hãng này chẳng phải pháp khí tức là một người ác không phải là pháp khí pháp khí giống như là vũ khí của một người ra trận người ra trận giết giặc cầm súng ở trên tay còn một người hướng tới sự giác ngộ thì vẫn cầm pháp khí, pháp khí này là gì? Là khí cụ ở trong Phật pháp. Và khí cụ đây nó là những phương tiện nào là chuông, trống rồi đấu mỏ, rồi những cái phương tiện tu hành và đặc biệt nó gì? Nó có là là giáo pháp của Như Lai, lời dạy của Như Lai, tất cả đều là phương tiện dẫn dắt chúng ta đến chỗ giải thoát an vui. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng một người ác không có thọ trì được pháp khí không có không có muốn mình trở thành pháp khí cho cho đức phật do vậy cho nên họ không phải là một người có thể tu hành được à. vì vậy cho nên chúng ta là người tu chúng ta phát nguyện từ bỏ cái thói quen sống của mình để chúng ta trở thành một pháp khí của như lai đức thế tôn dạy chúng ta ăn cái gì ăn như thế nào chúng ta làm theo như vậy thế tôn dạy chúng ta đi đứng nằm ngồi ra sao chúng ta cũng học theo cái hạnh như vậy ngài thế tôn vậy chúng ta làm việc như thế nào thì chúng ta hãy theo việc đó mà chúng ta làm và chúng ta cứ như vậy chúng ta tu tập thì chắc chắn rằng là tâm bồ đề của chúng ta nhân duyên đó nó sẽ sinh ra thế tôn còn dạy rằng này thiện nam tử ví như lương y hiểu rõ tám thứ thuốc trị lành tất cả bệnh chỉ trừ người quyết định chết, tức là một người đã quyết định chết rồi thì không có bất cứ thần y nào cho uống dịu dược gì mà có thể là chữa lành họ được. Cũng vậy, tất cả khế kinh thiền định tam Muội có thể trừ tất cả phiền não tham sân si, mà không thể trị kế phạm bốn tội trọng năm tội vô giáng. Bốn cái tứ khí này là chỉ cho người là những cái tội lớn của người xuất gia và năm tội vô gián tức là năm cái tội nặng nề mà đọa trong địa ngục khổ đau không gián đoạn như vậy thì kính thưa quý vị ở đây chúng ta thấy rằng tất cả khế kinh à, thiền định tam muội đều khế kinh tức là là lời Phật dạy và những cái phương thức thiền định những cái phương thức mà mà nhập ở trong đại định có thể trị tất cả phiền não bởi vì phiền não không thể nào khởi lên ở trong định không thể nào khởi lên ở trong tam muội được và phiền não à, tuy nó như vậy nhưng mà đối với kinh điển sôi sáng thì tự nhiên nó bị rã rời ra hết do vậy mà tham sân si nó bị à, nó bị sôi sáng nó bị gì nó bị hủy diệt ở trong chánh pháp của như lai nếu như chúng ta đem chánh kiến như lai chánh kiến phật mà nhận thức thì chúng ta sẽ thấy như vậy nhưng mà thưa quý vị một con người mà bị phạm những cái tội nặng phạm những cái tội vô gián thì kinh điển nào mà có thể cứu chữa được họ điển hình như là vua a xà thế mặc dầu gặp phật có cái gì có gọi là vô can tín vô can tín tức là tin phật nhưng mà không có thiện căn bây giờ cái uy, thì uy lực của phật quá lớn cái nhân cách của phật quá chuẩn mực vì vậy cho nên là vua a xà thế cứ tin phật một cách là là mấy móc nhưng mà mà cứ tin à, nhưng ông không có cái sự liễu ngộ gì trong pháp hết nhưng mà ông thọ trì một cách nghiêm mật lời phật đối À, do vậy mà khi mà à, ông chết rồi thì cái tội giết cha của ông vẫn phải đọa trong địa ngục và chịu khổ 500 kiếp Mãi tới khi hết cái khổ đau đó ra khỏi địa ngục rồi Lúc bây giờ ông mới hướng được cái quả phước do nhân hộ trì chánh pháp và tu hành Thành ra ở đây chúng ta hiểu rằng à, mấy cái tội vô gián như vậy Kinh điển thiền định ta muội làm sao mà có thể trừ được này thiện nam tử, lại có lương y dối hơn, có thể chữa lành tất cả bệnh khổ của người. Chỉ trừ bệnh quyết định chết thì cũng vậy, kinh đại kinh điển đại thừa đại niết bàn này có thể trừ tất cả phiền não làm cho chúng sanh an trụ nơi nhân như lai thanh tịnh người chưa phát tâm làm cho phát tâm chỉ trừ những hạng nhất sinh đề à, nghĩa của nó được thâu tóm lại là như vậy và thế tôn còn nói rằng này thiện nam tử với nhiều lương y có thể dùng thuốc hay chữa trị cho các người mù khiến mắt của họ được sáng thấy tất cả cảnh vật chí chánh thể chữa trị lành con mắt của người sanh manh à, con mắt của người sanh manh là gì à, là một người vọng kiến là một người tà kiến à, là một người à, là một người vọng kiến một người tà kiến dưới lại con mắt như vậy làm sao mà chữa được con mắt mù thì có chữa nó sáng lại được thấy được cái màu sắc nhưng mà làm sao thấy được cái lý lẽ ở cuộc đời cho nên con mắt xanh minh là con mắt của những người đầy giải tham sân si họ nhìn bất cứ hiện tượng nào cũng trở nên méo mó ở đây cũng như vậy thưa quý vị chúng ta thấy rằng là cha mẹ chúng ta cho chúng ta đôi mắt phân biệt được màu sắc hình hài nhưng không cho được chúng ta đôi mắt phân biệt được là cái lý lẽ màu nhiệm trong cuộc đời. Vì vậy cho nên chúng ta nương tựa vào tuệ nhãn của Phật, nương tựa vào pháp nhãn, nương tựa vào và vào và nhãn pháp nhãn để chúng ta thành tựu Phật nhãn. Như vậy Đức Thế Tôn và và thay bạn những cái bậc mà gọi là thiện hữu tri thức cho chúng ta đôi mắt nhìn sự thật cuộc đời. Thế Tôn nói rằng cũng vậy kinh điển đại bát Niết Bàn này có thể làm cho hàng thanh văn duyên giác khai phát hội nhãn khiến cho họ an trụ nơi vô biên kinh điển đại thừa. Những người chưa phát tâm hoặc là phạm bốn tội trọng năm tội vô gián kinh này đều có thể làm cho họ phát tâm. Chỉ trừ bọn nhất xuyên đề như kẻ sanh manh. Bọn nhất xuyên đề tức là trong tâm đại giải là là tham ác thì không bao giờ là họ thọ trì được cái gì này thiện nam tử ví như lương y hiểu rõ tám khoa trị bệnh và trị tất cả bệnh khổ cho người dùng các phương thuốc theo bệnh mà trị mà người ngu chẳng muốn uống thuốc đó lương y xót thương giết người này về nhà mình mình cho uống thuốc bệnh liền được lành phụ nữ sinh sản lá nhau chẳng ra nếu uống thuốc này lá nhau liền ra cũng làm cho hài nhi được an lành cũng vậy kinh điển đại thừa đại niết bàn này có thể trừ vô lượng phiền não cho chúng sanh trừ bốn tội trọng năm tội vô gián người chưa phát tâm đều làm cho phát tâm trừ hạng nhất vấn đề một lần nữa Thế Tôn đã đưa ra một thí dụ rất là rõ ràng là một vị lương y cho dầu có bao nhiêu thuốc hay cũng như Thế Tôn có bao nhiêu phương thức giác ngộ giải thoát. Nhưng mà chúng ta không có ghi nhớ, không học hỏi, không thọ trì thì làm sao chúng ta tự cứu được cuộc đời của mình? Lương y làm sao có thể tự cứu được một người không chịu uống thuốc? Ở đây cũng như vậy thưa quý vị. À, nếu như mà người nào chịu khó uống, chịu cái sự cái sự mà gọi là là khiến trách của thầy tổ mà chúng ta tu tập. Chúng tôi nói đến đây, chúng tôi cảm kích công ơn của thầy tổ rất nhiều. Lúc còn nhỏ, thiếu thời, không ý thức được gì giá trị của mình đang sống và tu tập. Nhưng mà lúc đó thọ trì nghiêm mật là bởi vì kính trọng, một phần là gì? Là kính sợ. Bởi vì sao? Bởi vì các bậc tôn tức tôn túc trưởng thượng, các ngài quá là trang nghiêm, và sự dạy dỗ của các ngài quá lạ là cần mẫn cần khổ và tác thành lên từng cái phẩm hạnh đi đứng nằm ngồi cái cách suy nghĩ và tác ý của chúng ta và từ đó mà chúng ta thấm nhuần dần dần đến rồi khi chúng ta thấy mình trở thành pháp khí thì thì lúc bây giờ một phần các ngài cũng đã đi vào trong diệt độ còn á còn một phần nữa thì chúng ta lại càng cảm kích hơn sâu xa hơn giáo pháp màu nhiệm của Như Lai như là một người đã được đã được uh, gian luyện, đã được riêng đi rồi đã đã được là gì? là ép uống phải uống thuốc. Ừ. Ở đây ở đây cũng như vậy. Cho dù một người uh, như là người sáng phụ mà bị uh, mắc kẹt cái gọi là cái lá nhau tránh ra, thì nếu như uống thuốc này đều được hết như vậy thì cá mẹ lẫn con đều được an lạc. Ở đây cũng như vậy, tức là chúng ta nghe theo giáo pháp của Phật không những chúng ta giải thoát phiền não của chính mình mà những cái gì chúng ta làm ra những cái hở quả mà chúng ta đỡ lại đều là hậu quả an vui giúp cho người đời được được hạnh phúc cũng vậy kinh điển đại thừa giúp cho tất cả mọi người cho dù đó là người xấu người ác nhưng mà đối với hạng nhất vấn đề tức là một cái hạng không có một niệm thiện nào thì làm sao mà đại bác niết bàn này có thể cứu giúp được Lúc bây giờ kính thưa đại chúng, Ca Diếp Bồ Tát mới bạch Phật như thế này. Bạch Đức Thế Tôn phạm bốn tội trọng và năm tội vô gián gọi là rất nặng. Phạm bốn tội trọng, năm tội vô gián gọi là rất nặng, rất ác. Ví như cây đa la đã bị đốn chẳng còn mọc lại được nữa. Ý nói cây dừa đã bị chặt gốc, chặt đốt thì không thể nào mọc lên được nữa. Những người phạm tội này chưa phát tâm Bồ Đề Thế nào có thể làm nhân Bồ Đề cho họ được Ở đây nói là gì Là một người phạm cái tội vô gián tạm Phạm tội như là giết cha giết mẹ Phạm những cái tội mà phải đọa trong địa ngục à, à, Vô gián như vậy Tội đó là rất nặng Giống như là Cây Đa La đã bị đứt đầu mất thiện kinh Thì làm sao mà người này có thể phát tâm được À Ý nó là một cái cây đã đứt đầu đứt đọt như vậy Thì làm sao nó có thể là nấy mầm Mà mọc lên cành lá Câu hỏi này rất là hay Nếu không khéo thì chúng ta lại nghĩ rằng Là những người ác Cũng có thể là có lợi lạc Trong Phật Pháp hay sao Này thiện nam tử Những người phạm tội này Hoặc ở trong chim bao thấy bị đọa Trong địa ngục Thọ những sự khổ não Liền sinh lòng an ninh Sau khi thức dậy tin có quả báo bèn phát tâm bộ đề. Hiện tượng nằm chim bao đôi khi nó cũng ảnh hưởng tới suy nghĩ của chúng ta. Nhất là chúng ta thấy một giấc chim bao, chim bao mà nó kinh sợ hãi hùng thì ảnh hưởng suy nghĩ của chúng ta cũng bị tác động rất nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta thấy vì sao chim bao nó xuất hiện? Đôi khi giữa thực tế với nội tâm nó có sự khác nhau. Hoặc là tâm sống nó cần phải được nuôi dưỡng ở trong sự an lành để tâm nó xúc dẫn thuận ở trong môi trường mà tâm xúc dẫn thuận đó thì chúng ta mới có được cái trạng thái tâm lý an vui nhưng nếu như tâm chúng ta mà xúc dẫn nghịch nó xung đột quá nhiều trong tâm nằm xuống ngủ chúng ta thấy ác mộng là chuyện thường tình ông bà chúng ta nói là sống an hiền ngồi là ở hiền ở lành thì ngủ một giấc á là an vui, không có mộng mị, còn ngược lại, một người ác, người xấu thì đêm nằm thường hay lo sợ hãi hùng. Như vậy thì thứ ở đây chúng ta thấy rõ ràng á là ở trong giấc chim bao nó tác động tới thần kinh tâm lý, nhưng mà đôi khi chính cái điều đó cũng là một điều mà giúp chúng ta nghĩ lại về những việc mà chúng ta đã làm. Do vậy mà chúng ta phát tâm Bồ đề, tức là hướng tới giác ngộ, thay đổi những điều xấu của mình những trường hợp như vậy cũng có xảy ra trong cuộc sống rồi thứ hai nữa Thế Tôn nói như là hài nhi kia lần lần không lớn thường nghĩ nhớ rằng lương y đó rất giỏi nhờ ông cho thuốc mẹ mình để an lành do đó nên mạng của mình cũng để an toàn cảm thương mẹ mình chịu nhiều sự khổ não mang thai cả 10 tháng sau khi san nở nhường khô nằm ướt hốt rửa phân giải bú mớm nuôi nấng vì những công ơn ấy ta phải báo đền sân sắp hầu hạ tùy thuận cúng dường cha mẹ thế tôn nói rằng người phạm bốn cái tội nặng và năm tội vô gián lúc sắp chết nhớ đến kinh đại niết bàn này giàu bị đọa trong địa ngục súc sanh ngã quý hay là sanh lên trên trên trời trong loài người kinh này cũng làm nhân bộ đề cho người này trừ hạng nhất xiển đề như vậy thì thứ vị ở đây á chúng ta biết rằng là cho dầu chúng ta à, như thế nào đi nữa nhưng bằng cái ân nghĩa sanh thành dưỡng dục niệm tri ân và báo ơn đó là những điều tự nhiên ở trong lòng con người chúng ta và vì vậy cho nên á, chúng ta cũng muốn là phụng dưỡng báo đáp một phần nào à, ân sanh thành dưỡng nhục mang nặng để đâu nhưng, nhưng thưa quý vị một người mà phạm bốn cái tội nặng phạm phạm năm tội vô gián tức là những cái tội mà 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 tạo ra những cái tội sẽ đọa trong địa ngục nhưng ở trong cuộc đời này chỉ cần đọc kinh đại bác niết bàn học kinh đại bác niết bàn này nó diêu làm cái nhân ở trong tạng tâm ông bà chúng ta nói nghe qua tay thành duyên cái gì nghe qua tay thì đều còn đó đảm đó chứ không mất bao giờ do vậy cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy cái duyên đó đến đâu biết đâu lúc nào đó tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng, tâm của chúng ta nó đối diện với cái chết. Lúc bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng là những gì mà chúng ta tranh đoạt, những gì mà chúng ta là dám đạp gọi là thiệt hơn giữa cuộc đời này nó không còn ý nghĩa gì khi chúng ta đối diện với cái chết. Chúng tôi chứng kiến rất nhiều vị già yếu và khi sắp đối diện với cảnh thân hoại mạng chung thì lúc bây giờ sinh tâm hối hận và nghĩ tới kinh điển sai con cháu đến chùa thính thầy tụng cho ba một thời kinh ba cả đời không làm được việc gì lành làm cho mẹ con khổ đau làm cho mọi người lo lắng và lúc bây giờ hối hận trong cái hối hận đó cũng là một niệm phát tam bồ đề nó làm nên tán làm nhân duyên cho người này tái sanh vào một cái kiếp khác biết đâu từ cái nhân đó mà mà người ta không có trở lại với con đường ác đó nữa ở đây cũng như vậy, nhưng trừ người nhất sinh đời tới lúc chết, tới lúc chết họ cũng không thấy cái lỗi của họ. Họ cũng không thấy rằng họ đã tạo bao nhiêu khổ đau cho người khác. Họ cũng cứ nghĩ rằng đó là những chuyện tự nhiên là điều cần phải làm hoặc là những điều mà mà đúng đắn chứ không bao giờ sai. Này thiện nam tử, ví như lương y và con trai của lương y hiểu biết sâu rộng hơn các y sĩ khác. Biết rành phương trừ độc đọc rắn đọc rồng đọc rít đọc bò cạp lại đem phương thuốc này thoa nơi dày dép các độc trùng chạm đến chất độc liền tiêu chỉ không thể tiêu được độc của đại Long tức là gì tức là là đem cái thuốc mà giải giải độc nọc rắn các bao nhiêu loại nọc độc bò cạp bao nhiêu thứ mà bôi lên trong của mình thì nếu như mà gặp phải rắn kén bò cạp kiến thì cái nọc độc của nó phun ra thì lúc bây giờ thuốc được bôi sẵn đó có thể làm tiêu đi nhưng mà đối với độc con đại long tức là giống như là con gì hả có phải con con rồng đất không không biết con đại long thì không thể nào tiêu được bởi vì cái lượng nọc độc của đại long nó nhiều hơn những con những con khác cũng vậy nếu có chúng sanh phạm bốn tội nặng năm tội vô gián kinh đại niết bàn này có thể làm cho tội tiêu diệt an trụ nơi đạo bồ đề oai thần của kinh này làm cho chúng sanh được an lạc chí trừ hạng nhất sinh đề hạng nhất đề hạng nhất sinh đề này được ví như là 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 đại long vậy đó với cái nhập độc như vậy thì không có cái diệu dược nào thuốc nào mà có thể là ngăn trừ được nó thế tôn nói rằng này thiện nam tử ví như ví như có người lấy chất thuốc độc thoa lên mặt trống những người nghe tiếng trống này giàu có vô tâm đều trúng độc mà chết, chỉ trừ một người. Giàu vô tâm đều trúng độc mà mà chết, chỉ trừ một người. Cũng vậy, những người nghe ở đây chúng ta hiểu như thế nào hả? À? Ở đây nói rằng là gì? Là lấy thuốc độc thoa lên mặt trống. Những người nghe tiếng trống này giàu vô tâm đều trúng độc mà chết. Mà chúng tôi không hiểu rằng là cái cách này cách như thế nào, cách như thế nào? có thể rằng là cái mặt trống đó cái đánh lên thì cái cái chất độc đó nó lan ra nó tỏa ra theo hương theo gió hay là nó hay là nó theo cái, cái mặt rung của trống nó vang ra và trúng người nghe chỉ trừ một người không biết cái đó là người nào cũng có thể là cái người đánh trống đó bởi vì sao họ biết cách đó là 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 biết lại thì cũng như vậy những người nghe tiếng kinh đại niết bàn này bao nhiêu tham dục sân nhớ ngu si thấy đều dứt hết tức là cái gì nó có tiến trình thời gian nhưng mà một khi chúng ta nghe được đạo lý giác ngộ thì tự nhiên tâm chúng ta dần dần có xu hướng là là viễn ly có xu hướng là trừ bỏ oai lực của kinh này có thể diệt trừ phiền não dầu là người không có lòng nghĩ nhớ chúng ta thấy tuyệt vời ở đây chỗ là gì cho dù chúng ta không có nghĩ nhớ không có nghĩ tới kinh đại bác niết bàn nhưng mà chúng ta chỉ cần nghe và đọc tụng cho nó vui vậy thôi thì lúc bây giờ nó cũng có khả năng là trừ diệt tham sân si nó trừ diệt những cái cái vô minh ở trong lòng của chúng ta bởi vì sao bởi vì ngay khi mà mà chúng ta an trú tâm mình vào trong lời kinh ngay khi chúng ta tu tập đó ngay khi chúng ta chúng ta lấy nghe đó thì chúng ta đạt đến một cái nhĩ thức thanh tịnh mà ngăn đó nó đều có lợi lạc cho chúng ta người phàm phu phạm bốn tội nặng năm tội vô gián nghe kinh điển này cũng thành nhân vô thượng bộ đề là như vậy và nhờ đó mà lần lần dứt phiền não cho nên cái chữ lần lần này chúng ta phải để ý tức là lần lần tức là từ từ nó sẽ dứt được phiền não Chí trừ hẳn nhất vấn đề tức là người không chịu nghe người không phát tâm người mà mà toàn bộ là là niềm ác thì không thể nào lãnh hội được con đường thiện này. Thế Tôn nói này thiện nam tử, ví như đêm tối, tất cả công việc đều công việc làm đều ngưng nghỉ. Nếu việc làm chưa xong thì phải chờ đến sáng ngày sau. Cũng vậy, người học đại thừa giàu tu tập theo khích kinh tất cả các môn thiền định. Cần phải chờ nghe lời vi mật của Như Lai, nơi tội đã nơi hội đại thừa đại niết bàn rồi sau mới có thể tu tạo nghiệp nhân bồ đề để an trụ nơi chánh pháp tức là cho dù chúng ta nghe bao nhiêu kinh bao nhiêu điển đi nữa nhưng mà kinh điển đó nó giải quyết cái vấn đề ở trong một trạng thái nhất thời chưa phải là một sự rút ráo hay nói cách khác đó là cái, cái giải pháp giải pháp tạm thời cái giải pháp mà cần thiết lúc đó nhưng đến chỗ rốt ráo đến con đường mà diệt tận cuối cùng thì những giáo nghĩa khác chưa đầy đủ bởi vì sao đơn giản là chưa khai thị đến yếu tố niết bàn chỉ có niết bàn mới là tịch lặng lặng tất cả mọi đau khổ mới có sự an vui như mưa như trời mưa thấm nhuần làm cho tất cả hột giống nảy mầm lên cây đêm bầm kết trái mọi người nhờ đó được no đủ khỏi đôi khác cũng vậy pháp tạng của như lai có thể diệt trừ 8 thứ thống khổ gọi là bát khổ kinh này ra đời như như những trái hột đem sự no đủ an vui cho mọi người yếu tố đại bác niết bàn kinh niết bàn luận về niết bàn tìm hiểu về niết bàn tất cả mọi cách đều dẫn tới một cái kết quả cuối cùng đó là gì đó là an vui cho tất cả chúng ta tức là làm cho tất cả chúng sanh thấy Phật tánh. Đại bác Niết Bàn làm cho chúng ta thấy được Phật tánh. Như trong hội Pháp Hoa, 8.000 thanh văn định thọ ký thành Phật. Như vậy thì đến đây chúng ta thấy lời dạy của Đức Thơ Tôn quá ư lạ là siêu việt mà chúng ta không thể nghĩ bàn được. Hạn nhất chân đề không tu tập pháp lành như mùa thành đông. Mùa thành đông tức là cái mùa đông lạnh tất cả mọi thứ đều đóng băng tất cả mọi thứ đều đều đứng yên một chỗ thì làm sao mà có thể là học được những gì ở trong kinh Đại Bác Niết Bàn này kính thưa liệu quý vị. Thế tôn đối này thiện nam tử ví như lương y nghe con người khác à, nghe con người khác bị quý thần bách liền sai một người đem thuốc đến cứu dặn rằng người đem thuốc này mau trao cho người đó sức thuốc sẽ làm cho Quý thần tránh xa, ở đây nó có một số cái loại thuốc mà kính thưa quý vị là khi chúng ta sử dụng quý thần có nó sẽ tránh xa. Những loại quý thần này là ác thần ác quý đấy. Thần là cái cảnh giới nó cao hơn, cao hơn một chút. Tu tập đại thừa, tu tập những cái điều trong Phật pháp nhưng tâm không bỏ đi cái đời cái điều, những cái điều mà phi luật phi pháp, Hành động không bỏ nhưng mà vẫn vẫn sống theo đó mà cái niệm tâm không bỏ cho nên đọa làm thần nhưng mà ác thần rồi còn cái loại ác quý loại ác quý thì cái tâm nó thấp hơn nghiệp chướng nặng hơn và xấu xa hơn những loại này thì cũng có nó cũng sợ một số cái loại hương hoa cho nên nếu như người nào sử dụng được những cái loại hương hoa đó ở trong người xông ước trong người thì những loại này không dám lại gần trong y khoa đông y họ có biết điều này trước lên làm cho quý thần tránh xa chẳng hạn như có người họ đeo cứu tối chẳng hạn như là ngái như là ma chẳng hạn như vậy người ta hay hay dừa hay làm cho kinh hải mà đeo những cái cú tối người ta sợ cũng lạ mình không hiểu được là à, ta, trong đó nó diễn ra như thế nào mà ma lại sợ nếu người chậm trễ thời ta phải tự đi ý nói rằng là dị lương y á, dị lương y sai người đi bởi vì cứu người mà như cứu lửa cháy đầu làm sao mà chậm trễ được còn nếu chậm trễ thì lương y họ lập tức đi liền cho họ hiểu được cái tính chất nguy hiểm của vấn đề quyết chẳng thể để người đó bị hại nếu người bệnh đó đặng thuốc và oai đức của lương y bệnh khổ liền hết cũng vậy nếu tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tất ưu bà di và hàng ngoại đạo có thể thọ trì đọc tụng kinh điển này lại phân biệt giảng nói cho người khác hoặc tự biên chép khiến người biên chép tất cả đều làm nhân bồ đề đây là một điều hết rất, rất là tuyệt vời thì thứ vị đây cho dù chúng ta chưa thành phật chúng ta vẫn còn là phàm phu vẫn còn những cái điều khổ đau trong cuộc sống nhưng mà chúng ta bất luận là tại gia hay xuất gia hễ thọ trì để bắt niết bàn thì chúng ta sao chúng ta còn phát tâm là giảng nối hướng dẫn cho người người ta tu tập à, biên chép biên chép nó khác với ấn tống thưa quý vị ấn tống mướn mấy nó đã nó nó in còn đây là biên chép thì khác tức là chúng ta phải đọc đầu mình phải nhớ rồi chúng ta viết lại thì cái đạo lý đó nó khắc ghi trong tâm chúng ta rất nhiều ở bờ đời phật quốc có vài phật tử phát tâm điều này và đều có một cái sự trải nghiệm như nhau đó là khi chép xong một bộ kinh thì tâm hết sức lạ là, là an lạc nhẹ nhàng trước đây những cái niệm khổ đau nó ngự trị nó quấy nhiễu giờ đây nó bị tan biến rõ ràng là kinh Phật dạy đúng không sai chút nào nếu người phạm bốn tội nặng năm tội nghịch hoặc là bị quỷ tà ác độc làm hại nghe kinh điển này thì tất cả ác độc đều tiêu diệt nên biết người này thật là Bồ Tát. Vì tạm đặng nghe kinh Đại Bát Niết Bàn này cũng do vì sanh lòng tướng niệm Như Lai thường trụ, tạm đặng nghe còn đặng công đức như vậy, huống là biên chép thọ trì đọc tụng tất cả đều là Bồ Tát chỉ trừ hạng nhất xứng đề. đây nghĩa là gì thưa quý vị? Rõ ràng cho dù chúng ta phạm những tội gì tội gì đi nữa thì chuyện đó rất là bình thường trong cuộc sống. trong cuộc đời trôi lên bao nhiêu kiếp luân hồi ai nói rằng mình sạch sâu không có tội lỗi. Thành ra, chỉ cần chúng ta phát tâm sám hối và thọ trì thánh giáo của Như Lai, thì tất cả những tội lỗi đó, nó dần dần sẽ bị bao mòn, nó dần dần nó sẽ bị tiêu hoại ở trong pháp thanh tịnh của Phật. Và đặc biệt là chúng ta trong cái hoàn cảnh khốn khổ, khó khăn, nhưng mà chúng ta cố gắng an trụ vững chắc ở trong thiện căn thiện tâm, đôi rồi chúng ta tạo thêm những công đức lành, Chúng ta khó khăn nhưng dành thời gian để tổn niệm khó khăn mà vẫn dành thời gian để học Pháp. Những điều như vậy tâm chúng ta phải là một tâm thiện thật mạnh lúc giờ chúng ta mới có thể tỏ trì nối. Những điều như vậy thì kính thưa được quý vị, Thế Tôn nói rằng đó đều là những vị diêu nhân Bồ Tát, đều là những vị Bồ Tát an vui trong tương lai. Chỉ trừ một người ôm giữ tâm xấu ác thì không bao giờ họ có sự thành tựu nào cả. Thưa, thưa quý vị, Kinh Đại Bác Niết Bàn này nghĩa lý thẩm thâm, Chúng tôi không có dám nói nữa bởi vì, vì sợ các vị không có lãnh hội một cách sâu sắc. Hy vọng Chủ nhật tuần này chúng ta sẽ đến với buổi Đề Phật Quốc để tiếp tục lắng nghe. Trân trọng, kính cảm ơn liệt quý vị. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối phật hiện thân ở đời